Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục phần kết quả kinh doanh báo cáo nội bộ. Thì đối với cái phần kết quả kinh doanh báo cáo nội bộ thì không có cái mẫu nào chung cho tất cả các công ty cả, không có mẫu nào quy định cả, mà nó tùy thuộc vào mỗi công ty, đặc điểm của mỗi công ty mà chúng ta sẽ tổ chức làm cho nó phù hợp. Thì đây là cái mẫu mà tôi đã sử dụng và đang sử dụng. Trước giờ tôi cũng đã sử dụng cái mẫu này, đang sử dụng, bây giờ vẫn vậy. Thì ở mẫu này nó có hai cái phần chính, đó là phần doanh thu. Thì trong phần doanh thu nó bao gồm là doanh thu gia công xuất khẩu, doanh thu gia công nội địa, rồi phần doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác. Nếu ở đây có các khoản giảm trừ doanh thu thì chúng ta hãy thêm vào, và ở phần doanh thu này chúng ta sẽ trừ ra cái phần giảm trừ doanh thu. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thêm ở dưới dưới phần doanh thu nội địa cũng được. Rồi phần B là phần chi phí. Thì ở đây có giá vốn, trong giá vốn thì có 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 622 tiền lương nhân công trực tiếp, rồi 627 rồi đến chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Phần 6 là chi phí khác, 7 là chi phí hoạt động tài chính. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào làm từng cái chi tiết, từng chỉ tiêu cụ thể. Thì số liệu để lấy số liệu qua bảng này là chúng ta sẽ lấy số liệu từ bảng cân đối phiếu phát sinh chi tiết 5. Chúng ta đang làm bảng 5, đang làm 5 nên chúng ta sẽ lấy bảng cân đối số phát sinh 5. Và công thức mà chúng ta làm đó là công thức VLOOKUP, VLOOKUP thôi, đơn giản. Chúng ta sẽ làm VLOOKUP. Chúng ta lấy giá trị giao tiền ở cục B, đó là số hiệu tài khoản. Rồi chúng ta qua bảng cân đối số phát sinh chi tiết, chúng ta sẽ lấy từ cái cột CO7 đến CZ. Thì chúng ta có thể lấy đến CI cũng được, bên nợ hoặc bên có cũng được. Chúng ta kéo xuống tới tài khoản 911. Thì đây là vùng dưới và vùng mà chúng ta dữ liệu mà chúng ta giao tiền. Chúng ta sẽ cố định lại để lát nữa chúng ta copy công thức xuống thì cái vùng này vẫn được cố định. Rồi chúng ta đếm số cột là từ CU 1 2 3 4 5 đến CI là 5, là cột thứ 5. Chúng ta sẽ đánh vào 5, rồi tới số 0 đóng ngoặc lại, enter. Rồi là chúng ta xong công thức. Chúng ta sẽ copy công thức vừa làm xuống các tài khoản doanh thu, rồi, enter xuống. Rồi chúng ta copy tiếp xuống phần gia công nội địa, tài khoản chi tiết thôi, dán vào. Nên ta copy tiếp ra, kéo xuống dưới. Rồi tương tự doanh thu hoạt động tài chính chúng ta cũng dán vào, copy xuống. Rồi chúng ta copy tiếp cái phần này, copy dán xuống phần doanh thu khác 711. Rồi tương tự bên phần chi phí thì chúng ta cũng copy công thức ở bên trên xuống, ở đây là 621, ta sẽ copy vào đây. Các bạn thấy rằng ở đây là tài khoản 621 nhưng ở đây tài khoản con lại là 152, là tại vì tài khoản 621 tôi không mở tài khoản chi tiết, và tài khoản 152 thì sẽ cái chuyển qua 621, cho nên ở đây tôi lấy tài khoản 152 để làm công thức. Rồi tôi sẽ kéo công thức xuống, kéo xa quá rồi, 621 thôi. Rồi đến đây. Rồi ở đây có một cái gì đó là giá trị rồi. Lúc nãy copy tôi bắt giá trị rồi. Ở đây tôi bắt lại. Rồi. Tôi sẽ copy xuống. Tôi sẽ copy xuống tiếp. Rồi. 622 chúng ta sẽ dán vào. Rồi. Chúng ta tô đậm này lên. Rồi. Sẽ copy ô này xuống. Chi phí sản xuất chung. Rồi dán vào, chúng ta sẽ kéo xuống tiếp.
Rồi. Chi phí bán hàng chúng ta cũng copy công thức ở trên xuống, dán vào. Tiếp tục copy xuống tài khoản chi phí quản lý 642, dán vào đây, Ctrl+V dán vào. Rồi copy xuống nữa. Rồi. Chúng ta sẽ copy công thức này xuống phần chi phí khác 811, tài khoản 811. Rồi. Rồi chi phí hoạt động tài chính chúng ta cũng dán vào. In đậm này phần này lên. Rồi. Như vậy là chúng ta đã xong ra phần kết quả hoạt động kinh doanh ở dòng này. Nếu như đây là lãi thì chúng ta hãy lấy ô này nhân với lãi suất xin lỗi nhân với phần trăm thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hiện nay đó là 20% chúng ta nhân vào nếu là lãi đó. Phần này là lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận sau thuế thì sẽ bằng lợi nhuận trước thuế này trừ cho phần thuế này. Rồi ở đây là lỗ cho nên là bỏ này đi. Rồi rồi như vậy chúng ta làm ra được quả kinh doanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đối chiếu lại so với bảng cân đối số phát sinh, thử số liệu này nó khớp chưa. Chúng ta sẽ lấy số dư bên có tài khoản 4212. Đây rồi. Đây, lợi nhuận chưa phân phối năm nay. Chúng ta thấy rằng ở đây nó có số dư bên nợ do là bị lỗ. Còn nếu như lãi thì nó sẽ có số dư bên có. Như vậy chúng ta sẽ lấy bên có này trừ cho bên nợ. Hoặc chúng ta có thể lấy trực tiếp làm công thức là bằng trừ trừ bên nợ. Trừ bên nợ của ODA 147. Rồi chúng ta enter. Chúng ta sẽ lấy hai số này chúng ta trừ cho nhau bằng để xem thử bằng nhau không. Ở đây thì bằng rồi. Rồi, vậy như thì trường hợp mà chúng ta so sánh các kết quả này mà nó không khớp thì như thế nào? Chúng ta sẽ làm sao để kiểm tra phát hiện ra cái phần chênh lệch đó một cách nhanh nhất. Ví dụ như ở đây thì có một số cái trường hợp cái nội dung kinh tế nó phát sinh, có những nghiệp vụ nó phát sinh ra mà khi chúng ta làm công thức như thế này thì nó sẽ phát sinh cái phần chênh lệch ở đây. Ví dụ như là ở tài khoản 426427X đi. Chúng ta mua mua một cái sản phẩm hay là dịch vụ gì đó để chúng ta phục vụ cho công việc quản lý ở công ty. Nhưng chúng ta mang về chúng ta đã mua rồi, hạch toán rồi thì sẽ xử như là mua tháng 1 đi. Nhưng mà qua tháng 2 chúng ta không sử dụng, chúng ta trả lại vì nó không đạt chất lượng chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thu tiền lại. Ví dụ như chúng ta sẽ thu tiền lại ở bên kia, ở bên nhà cung cấp thu tiền lại. Thì chúng ta sẽ hạch toán ngược lại. Ví dụ như ở đây, tôi sẽ ví dụ như bút toán ở đây. Tôi sẽ toán bút toán nó vào đây. Ví dụ như tháng 2 chúng ta sẽ thu lại này. Ở đây chúng ta sẽ đánh số phiếu chi này. Rồi ngày này, ngày phiếu chi này. Ở đây nội dung ví dụ như là thu lại tiền hàng này không? Tiền hàng từ công ty gì đó, công ty A chẳng hạn, do sản phẩm dịch vụ không đạt yêu cầu, rồi không đạt yêu cầu, rồi thì thu tiền mặt chúng ta sẽ hạch toán 111 này, một này, rồi 6427 này. 6427X chi phí quản lý khác, chi phí quản lý khác bằng tiền đây. Ở đây ví dụ như là 2 triệu. Ở đây có thể là 112 hoặc hay là 331 chẳng hạn. Như vậy thì khi chúng ta làm công thức như thế này thì đây nó có sự chênh lệch. Nếu mà phát sinh sự chênh lệch thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra từng cái chỉ tiêu chi phí. Chúng ta bắt đầu từ chi phí 621. Ví dụ như ở đây tôi sẽ kiểm tra trên chứng từ ghi sổ. Như vậy 621 thì sẽ cái chuyển ra một qua 104 và 104 sẽ chuyển 632 cho 621.
Rồi, cái 61 nào 154. Rồi chúng ta ok. Chúng ta sum cái này. Rồi. Chúng ta thấy ở đây sum là 588 318 à. Như vậy bên này là 588 318 thì cướp rồi. Như vậy chúng ta sẽ qua chỉ tiêu tiếp theo. Chúng ta sẽ kiểm tra chỉ tiêu 622 chẳng hạn. Ừ. Rồi 627. Đó, ví dụ như 627. Rồi, nếu mà khớp rồi chúng ta qua tiếp chỉ tiêu 641 rồi đến chỉ tiêu 642. Rồi, 642 thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. 642 thì chúng ta sẽ search ví dụ như là chúng ta 642 này. Có 642. Chúng ta chọn 911 đi. Đó. Như vậy chúng ta trên chứng từ cái số chúng ta này là 2 tỷ 064. Nhưng cái đây là 2 tỷ 066 à, như vậy trong trong chi phí quản lý có sự chênh lệch của tài khoản nào đó, chúng ta sẽ search lại tìm. Như vậy chúng ta vẫn search là có 642, nhưng ở bên nợ chúng ta sẽ search các tài khoản khác, chúng ta chọn những tài khoản khác ví dụ như là 111 này, 112 này, hay là 331 này đó. Rồi hoặc là 242 nếu mà phát sinh, chúng ta bấm ok. Như vậy thì nó ở đây nó sẽ hiện ra những cái tài khoản chi tiết này, những cái nội dung mà nó làm giảm cái chi phí quản lý đi, giảm trực tiếp chi phí quản lý xuống. Thì chúng ta ở bên phần phần này, phần tài khoản chi tiết này, chúng ta sẽ trừ cho cái phần giảm xuống này. Nếu như có nhiều nội dung phát sinh, nhiều bút toán cái phát sinh như thế này, thì chúng ta sẽ cộng lại theo cái tài khoản chi tiết và chúng ta trừ trực tiếp vào đây. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ bấm trừ, đây là 2 triệu đi, 2 triệu. Hoặc chúng ta này, và chúng ta có thể trừ nó cái này, trừ cho cái này, ô này. Như vậy là số liệu chúng ta đã cướp rồi. Thì đây là một cách làm rất là đơn giản. Thực ra thì những cái nội dung kinh tế mà phát sinh mà làm giảm trực tiếp cái chi phí này xuống, ví dụ như làm chi phí 642 như vừa rồi, thì nó cũng thỉnh thoảng mới có thôi chứ không phải là thường xuyên. Để làm cái bảng này hoàn toàn tự động thì chúng ta cũng có thể làm được công thức bình thường thôi. Ví dụ như là ở chúng ta cũng làm theo cách bên này đó, theo cách bên này, bên này, nhưng chúng ta làm được khoản chi tiết. Tuy nhiên thì để nó đơn giản hơn mà mọi người có thể làm nhanh hơn, thì tôi chỉ làm hướng dẫn cho các bạn làm đơn giản như thế này thôi, là cũng đủ làm thôi. Một cái quả kinh doanh hoạt động kinh doanh như thế này, khi các bạn làm quen rồi thì các bạn có thể làm trong vòng 5 đến 10 phút thôi là xong rồi. Ok rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếp theo. Để chuẩn bị cho bài học sau thì các bạn nên xem tiếp file hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200. Chúng ta xem cái phần điều chuyển tiền tệ. Đó. Thì phần lưu chuyển tiền tệ này là một báo cáo thường thường là rất là phức tạp và khó làm. Cho nên các bạn hãy xem trước những cái hướng dẫn ở trong này, để khi mà xem các clip hướng dẫn tiếp theo rồi làm thực hành, thì chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ và chúng ta sẽ hiểu nhanh hơn. Rồi xong, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.